Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Bên hành lang tòa án của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Ba người đến cùng một lúc. Đi đầu là Ấu, chủ tịch phường, dáng thấp và béo, mặt tròn như cái đĩa. Các bà tin tướng số thường bảo Ấu có tướng ngũ đoạn. Người thân hơn thì lại quả quyết Ấu có tướng lục đoạn, nghĩa là cái gì trên thân thể gã cũng ngắn cả. Bên cạnh Ấu là Đình, ủy viên thư ký, cán bộ thường trực giải quyết những vấn đề hành chính của phường. Đình người tầm thước, lưng hơi khòm, má hóp, da ngăm đen, mái tóc dài vén lên hai bên tai, lúc nào cũng thấy âm ẩm như lâu lắm không gội đầu. Theo sau Ấu và Đình là phó chủ tịch Hải, người có nét mặt hiền lành, mang tật bẩm sinh, đầu hơi nghiêng về phía trái và đôi mắt thường xuyên hấp háy như có lông quặng. Cả ba cùng mặc sơ mi trắng ngắn tay, quần tây xanh đậm, và riêng Ấu còn đi giày thắt cà vạt bởi vừa công tác trên quận về. Từ trong nhà Tuyên lao ra, hai bàn tay sần sùi xoa mãi vào nhau, niềm nở đón. Giữa các anh vào xây cơm, cả nhà đang đợi. Ấu vui vẻ đáp lại, cứ tưởng là không về kịp, ông Canh níu mãi bảo ở lại đánh tổ tôm, tôi phải nói dối là về họp phường đấy. Tuyên đưa tay nói, vâng, không không có anh thì mất vui. Dăm ba người đến trước đang ngồi trong nhà lố nhố đứng dậy, mỗi người hỏi một câu, rồi không chờ Tuyên mời lần thứ hai, tất cả tự động leo lên phản, chia nhau ngồi xếp bằng quanh mâm cỗ thịnh soạn. Hai đĩa thịt gà luộc vàng ngậy, phủ lớp lá chanh thái nhuyễn, giò lụa sôi gấc, giò lợn ninh măng khô, lòng gà xào mướp, cá chép rán, tương gừng, món nào nhìn cũng đẹp, ăn cũng ngon. Tuyên xách chai rượu Mỹ từ trong buồng ra, trịnh trọng đặt trước mặt Ấu, rồi gọi thằng cháu đang quạt ruồi phành phạch bên cạnh nồi chè hoa cau lại đứng trước mặt Tuyên để nói vài lời phi lộ theo đúng nghi thức. Đối với mọi người trong ủy ban, Tuyên là chỗ thân tình giao dịch hàng ngày. Nhưng dù cho thân đến mấy thì thân, thủ tục khách sáo vẫn không bỏ được. Tuyên loanh quanh cố tìm một lý do cho bữa tiệc, nhưng nghĩ mãi không ra, gã đành miễn cưỡng gán bừa cho thằng cháu, con của ông anh cả chết đã 3 năm vì tai nạn lao động. Tuyên bùi ngùi nhập đề, báo cáo ủy ban, hôm nay là ngày kỵ của bố cháu đây, thành ra nhà cháu có chén rượu nhạt, tí dưa tí muối, xin mời ủy ban chiếu cố. Chả mấy khi ủy ban quá bộ lại chơi, thật là rồng đến nhà tôm, xin cứ tự nhiên như ở nhà. 6-7 cái mồm cùng đồng thanh cất lên, không dám, không dám. Và trong khi miệng nói không dám thì mọi bàn tay đều sột soạt cầm đũa. Tuyên vỗ nhẹ lên vai thằng cháu, đuổi nó đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện. Rồi gã kéo cái ghế đầu lại gần phản, khép nép ngồi xuống ngay bên cạnh nồi cơm gạo tám trắng toát. Bữa tiệc hôm nay Tuyên mượn nhà đứa cháu thiết đãi ủy ban nhân dân phường Bạch Mã, vì có việc quan trọng cần nhờ vả. Việc ấy cả ủy ban đều đã biết, đó là lá đơn xin ly hôn mà Tuyên nộp cho Ấu cách đây 6 tháng, cần được phường giúp đỡ giải quyết trước khi chính thức đưa lên tòa án nhân dân quận thụ lý. Cho Tuyên ly hôn với vợ thì quá dễ, vì cả hai đều chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng cái phức tạp nằm ở phần phân chia tài sản, bởi vợ chồng Tuyên hiện đang làm chủ căn nhà xây, mà cứ tính theo thời giá thì ít lắm cũng phải hơn 50 lạng vàng. Đó là lý do Tuyên phải đi đòn ngầm, len lén bàn tính với lãnh đạo phường tại nhà thằng cháu để vợ khỏi biết. Thực khách bắt đầu động đũa, Tuyên khép nép ngồi nhìn, kiểm tra toàn bộ xem có thiếu thứ gì cần thiết chăng. Thỉnh thoảng gã lại ngoái cổ nhìn ra sân. Chờ Ấu lên tiếp dục, Tuyên mới gắp thịt gà đặt vào bát. Chưa kịp ăn thì có tiếng nói oang oang từ ngoài cổng.
Phơi đỗ phơi lạc liệu mà khuân vào đi, mưa đến nơi cơ kìa. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, khẩn trương lên. Mọi cái đầu đều ngẩng lên nhìn ra, Dương Tuyên thì tươi hẳn nét mặt, quăng vội đôi đũa sơn xuống mâm đứng dậy đón khách, miệng nở sẵn nụ cười, tay xoa lia lịa vào nhau theo thói quen từ thuở nhỏ. Tuyên chạy ra thềm hớn hở nói: cả nhà chờ bác mãi. Chủ tịch Ấu nói đùa một câu nhạt nhẽo: các cụ cứ bảo là ăn đi trước, chỉ có cái ông Thái này thì bất luận ai mời, ông ấy cũng cứ dành dàng bắt người ta phải đợi. Tuyên đưa tay đỡ cái xà cọt của Thái đặt ở đầu giường. Đám người ngồi trên phản tự động xích lại gần nhau để nhường một khoảng trống cho Thái. Ông ta ngồi ngay bên cạnh Ấu, bưng cốc rượu của chủ tịch phường nhấm một chút, nhăn mặt thở khà thật mạnh, rồi gắp vội miếng giò lụa ngồm ngoàm nhai. Ngay sau đó, ông gác đôi đũa lên mặt bát, nhoài người véo một đám xôi gấc, dùng mấy ngón tay viên lại cho chặt như cơm lắm, đưa lên mồm ngắn từng miếng rất gọn ghẽ. Đầu ông gật gù, ánh mắt lim dim tận tình thưởng thức. Ông lặp đi lặp lại những động tác gọn ghẽ ấy đến 3-4 lần, miệng nhai không lúc nào ngừng, cho đến khi dạ dày đã lưng lửng, ông mới khoan khoái bảo mọi người: biết là chiều nay có bữa ngon, thành ra nhịn ăn từ sáng đến bây giờ. Vài giọng cười lẻ loi cất lên vì tưởng đó là câu khôi hài của Thái. Trong bất cứ đám đông nào, tiếng nói của Thái cũng được người ta dành cho nhiều chú ý. Lý do giản dị vì Thái là một đảng viên lớn tuổi, lại tỏ ra thông thạo nhiều vấn đề, mà ăn nói có đầu có đuôi ngọn ngành. Mặt Thái xương xương, má hơi hót và cái trán quá cao làm cho mặt gã trông dài hẳn ra. Thái nhuộm tóc nên lúc nào cũng khoe ra một mảng màu trắng sát ra đầu. Các đồng chí nể Thái là vì tất cả những chức vụ quan trọng ở phường, bên đảng ủy cũng như bên chính quyền, Thái đều đã từng nắm giữ. Có một dạo trên huyện thiếu người, gã lên công tác 2 năm ở phòng thông tin văn hóa, rồi lại trả về phường để ra làm chủ tịch. Gã ngồi ghế ấy cho đến năm 87 thì xin nghỉ hưu ở tuổi mới ngoài 50, vì chứng phong thấp hành hạ thường xuyên, uống thuốc nam, thuốc bắc và châm cứu khoảng 1 năm, bệnh giảm hẳn, Thái lại quay ra làm việc ở hợp tác xã sản xuất đồ gỗ. Người như thế nói chung, mặt nào cũng biết, tuy chẳng có thứ nào đến nơi đến chốn. Năm kia triển khai nghị quyết của đảng đưa xuống là bất cứ cuộc bầu cử nào, dù trong nội bộ đảng ủy cũng như ủy ban nhân dân, đều phải phát huy cho được tính dân chủ và tính truyền thống để phù hợp với chính sách đổi mới của nhà nước. Thái đã đưa ra một sáng kiến mà các đồng chí trong chi bộ đều cảm phục. Đảng viên ở Bạch Mã khá đông, nhưng cấp ủy thì chỉ lấy có 7 người. Giá cứ như thông lệ thì bầu cử chỉ là hình thức chiếu lệ, chưa bầu đã biết trước những ai sẽ là đảng ủy viên lãnh đạo phường. Đảng ủy cần 7 người, luôn luôn chỉ có 7 ứng cử viên tiền chế, vốn là những khuôn mặt quen thuộc muôn đời không thay đổi. Nhưng đấy là chuyện thời trước, bây giờ đổi mới thật rồi, không thể như thế được. Thái giải thích chính sách một cách khoa học và cụ thể trong cuộc họp riêng với các đồng chí cấp ủy. Ông nói: trên chỉ thị phải nêu bật được tính dân chủ và tính truyền thống. Năm nay ta lấy 7 đồng chí vào cấp ủy. Nếu ta chỉ đưa ra 7 người ứng cử, tức là thiếu dân chủ. Vậy thì xin chi ủy cho tôi cùng ứng cử, nhưng các đồng chí vận động anh em đừng bỏ phiếu cho tôi. Tôi già rồi, báo cáo các đồng chí là không kham nổi việc đảng nữa đâu. Tôi ứng cử chỉ cốt để chi bộ thấy ta có 8 người, mà chỉ chọn lấy 7 thôi. Như vậy khi báo cáo lên quận, quận mới thấy là ta đảm bảo được tính dân chủ. Mọi cái đầu đều gật gù nhất trí và nhìn Thái bằng cặp mắt hết sức ngưỡng phục. Thái lại tiếp: nhưng dân chủ chưa đủ, trên còn chỉ thị ta phải có tính truyền thống nữa. Thế nào là tính truyền thống? Nghĩa là không lệch lạc, không trao đảo, không thể để kẻ địch len lỏi vào mà phá hoại công cuộc đổi mới của ta. Cho nên để phát huy tính truyền thống thì tất cả những đồng chí nào đang là đảng ủy viên năm nay bầu lại, ta cứ giữ nguyên những đồng chí ấy. Nếu ta thay đổi, tức là không phát huy được tính truyền thống của cách mạng, trái với chỉ thị của trên. Mọi khuôn mặt ngồi nghe Thái nói lại càng gật đầu mạnh hơn và nhiệt liệt biểu dương kiến thức lỗi lạc của Thái. Chính vì thế, trên giấy tờ Thái tuy chẳng có chức vụ gì mà chỉ là một cán bộ hưu trí, nhưng trong thực tế tiếng nói của Thái có sức nặng chỉ đạo mà mọi đảng viên đều tin tưởng và dễ dàng nghe theo.
Nhưng trong tất cả những vai trò khác nhau mà Thái đã kinh qua thì lĩnh vực luật pháp mới thật là sở trường của Thái. Vào những năm trước đây, tuy tư pháp hoàn toàn tập trung trong tay hành pháp, nhưng mỗi khi một bị cáo ra trước tòa án nhân dân thì chính quyền đều có đề cử một người của đảng đóng vai trò luật sư biện hộ để phạm nhân còn cảm thấy cô đơn trước vành móng lợn. Thái chính là vị trạng sư quen thuộc của phường Bạch Mã, đứng về phía nhân dân mà bênh vực bị cáo. Thái nổi tiếng rất nhanh, nhờ gặp bất cứ ai phải ra tòa, gã cũng đều khuyên một câu chí tình như sau: trong chế độ ưu việt của nước ta đó, thì cách bào chữa hay nhất là nhận tội và xin khoan hồng. Nếu có người nào bướng bỉnh cãi lại rằng họ không thể nhận được vì họ vô tội, thì Thái lại càng tha thiết nhấn mạnh: không có tội mà cứ mạnh dạn nhận tội thì càng chứng tỏ mức độ thành khẩn cao hơn. Đừng nói lôi thôi gì cả, cứ nhận đi. Sau này khi Nguyễn Văn Linh công bố chính sách đổi mới cho phép luật sư đoàn thành hình và hành nghề tại các tỉnh miền Nam, thì thiên hạ cũng bắt đầu gọi Thái là trạng sư một cách nửa đùa nửa thật, và thậm chí nhiều người trong phường còn tìm đến xin gặp Thái mỗi khi có điều cần tham vấn về những khúc mắc trong pháp lệnh nhà nước xã hội chủ nghĩa mà thật sự Thái chỉ biết rất sơ sài. Một trong những thân chủ đang nôn nóng trao đổi với Thái là Tuyên. Ăn xong bát cơm thứ nhất, Tuyên nhìn Thái nhập đề: đơn của em chả biết đến bao giờ tòa mới xử bác nhỉ? Bàn tiệc đang ồn ào nói chuyện, không ai bảo ai, nhất loạt im lặng để chờ câu trả lời của Thái. Ông đang mút cái chân gà, tạm buông xuống mâm, tập một hộm rượu rồi vênh mặt giảng: cậu hỏi thế tức là cậu chả biết cái gì cả. Tuyên bẽn lẽn đáp: thưa thật với bác và các anh đây, em sốt ruột quá. Còn ở ngày nào với con Danh ấy thì em còn khổ, chỉ mong tòa cho ly hôn dứt khoát cho rảnh nợ. Thái dõng dạc nói: sốt ruột đến mấy cũng phải chờ, không thể nào mà nóng được, phải đúng thủ tục pháp lý. Cậu tưởng vợ chồng cứ muốn bỏ nhau là bỏ ư? Tuyên ngạc nhiên trố mắt hỏi: ơ hay, cả nó cũng kiên quyết đòi ly hôn chứ nào phải mình em. Em nói trên có bác, có anh chủ tịch với lại tất cả các anh đây, em là em nhịn lắm, chứ vào tay người khác thì người ta chả để nó yên đâu. Quân lá mặt lá trái, lấy cớ đi buôn bán để theo dai, bôi do chắc chấu vào mặt em. Phun ra câu ấy, giọng Tuyên bỗng trở nên nghẹn ngào, mắt chớp lia lịa ra chiều cay đắng lắm. Thái quay người lại phía sau, vói tay lấy cái xà cọt, moi ra một sấp giấy vàng ố để chứng minh mình nói có sạch. Gã lật cuốn sổ và giảng: lẽ tất nhiên rồi ủy ban và tòa án sẽ giải quyết cho cậu ly hôn, nhưng phải tiến hành đúng thủ tục. Điều 43 của pháp lệnh viết rõ rằng trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự thì tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau. Thông tư số 39 NCPNL ngày 21 tháng 2 năm 72 cũng như thông tư số 25 ngày 30 tháng 11 74 có nói rằng công tác hòa giải là một công tác quan trọng của tòa án, nhằm góp phần vào việc tăng cường và củng cố tình đoàn kết nhân dân. Đại để nó là như vậy, nghĩa là dứt khoát ủy ban và tòa án sẽ tiến hành hòa giải cho cả hai người đã. Không được thì nhiên hậu mới bàn đến chuyện ly hôn. Hướng giải quyết như thế nào thì tòa cứ nghe theo ủy ban trình bày mà quyết định. Tuyên khổ sở cười buồn: em đã thưa với bác với các anh trong ủy ban là phần em thì các anh bảo sao em nghe làm vậy. Nhưng con Danh con ấy đời nào nó bằng lòng hòa giải. Cho đời nó xin lỗi các anh, chứ thứ đàn bà mà đã dai sấp gái ngửa thì còn biết gì đến tình nghĩa nữa, mà hòa với lại chẳng hòa. Thôi thì bác đã dạy như vậy, em xin biết vậy. Nhân tiện có mặt đông đủ ủy ban ở đây, xin các anh tiến hành ngay cho, giúp em giải quyết càng sớm càng tốt, để em yên tâm lao động. Chủ tịch Ấu mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra như tắm, đưa tay tháo lỏng nút cà vạt rồi bảo ủy viên thư ký: sáng mai ông Thảo cho tôi cái văn thư gửi lên tòa án nhân dân quận, xin tòa cho biết ngày nào thuận tiện thì anh em mình kéo lên. Rồi Ấu quay sang Thái lịnh một câu: nhưng văn thư là một chuyện, tòa thì lúc nào chả nhiều việc, thành ra muốn nhanh ấy, thì phải có ông Thái này dúng tay vào mới xong,
Không thì người ta xếp xó ở đấy, biết bao giờ mới ngó đến đơn của mình. Thái hãnh diện gật gù, mồm vẫn ngồm ngoàm nhai xôi. Được rồi, tôi sẽ liệu. Thái cất giấy tờ vào cặp để ăn tiếp. Gã gắp miếng thịt đùi chấm vào bát nước mắm đã cạn sạch. Mấy năm nay gặp ai Thái cũng than là mắt kém lắm, phải đeo kính lão mới đọc được chữ. Nhưng vào bàn tiệc, miếng thịt nào Thái gắp cũng là miếng ngon, chưa bao giờ nhầm lẫn. Phần Tuyên dù bận nói chuyện, mắt vẫn chăm chú theo dõi từng người chung quanh một cách hết sức chu đáo. Bất cứ ai vừa cạn chén cơm, gã đã đón ngay và xới thêm vào. Gã đứng dậy bước vào buồng, rồi băng qua mảnh sân nhỏ xuống bếp lấy thêm nước mắm. Một cô gái khoảng tuổi 20 đang lom khom trong góc, thoăn thoắt gọt đu đủ bày lên cái mâm gỗ sơn đỏ. Cô ngẩng lên hỏi Tuyên: "Bà ấy cần gì hả anh?" Tuyên cười rạng rỡ: "Đầy đủ lắm, chẳng thiếu gì cả." Rồi Tuyên đặt bàn tay lên tấm lưng mỡ màng của cô gái, xoa nhẹ nhẹ dần xuống phía dưới. Lớp vải phi nõn mềm mại chuyển rất nhanh cảm giác êm ái từ da thịt người tình qua bàn tay gân guốc của Tuyên. Gã thì thầm bảo: "Thế nào cũng xong việc nhài ạ. Phải cái là thủ tục nó rườm rà lắm, không khéo cả năm nữa mới giải quyết xong đấy." Cô gái nhăn mặt nói: "Lâu thế cả, em sốt ruột lắm, chỉ muốn là anh cưới em ngay thôi." Tuyên ghé cái mồm đầy hơi men hôn chuột vào gáy nhài và nhấn mạnh: "Người ta còn nóng hơn lửa đốt đây này, chỉ muốn mau mau tống cổ cái con khốn nạn ấy đi để đón em về. Nhưng mà làm thế nào được, pháp lệnh nhà nước thì phải chấp hành chứ." Gã khom người lấy chai nước mắm rót vào bát rồi bảo người yêu: "Trong này em xong cả rồi chứ. Thôi em để đấy cho anh, em chạy đi đâu thì đi, đừng để các ông ấy thấy em ở đây không tiện. Độ hơn một giờ nữa thì em quay trở lại." Nhài buông con dao, chùi tay vào miếng rẻ máng trên vách rồi đứng dậy: "Vâng, thế thì em đi đây. Này, anh liệu mà tiếp khách cho tử tế nhé, đừng có để hỏng việc. Thôi, em đi đây." Tuyên bưng bát nước mắm lên nhà, đặt vào vị trí cũ. Gã nhìn thoáng mâm cơm, hai đĩa giò lụa đã bay nhẵn, hai đĩa thịt gà luộc cũng chỉ còn lại toàn xương sầu, khay xôi gấc vẹt hẳn đi một mảng lớn. Phó Chủ tịch Hải vừa nhai vừa luồn tay đuổi rồi, những khuôn mặt loang loáng mồ hôi đỏ gay như gà trọi, đem chuyện thiên hạ làm đề tài bàn tán để mua vui. Thái vẫn là người phát ngôn nhiều hơn cả. Gã bảo: "Việc đời chả biết thế nào mà lường. Hôm nọ tôi đi ăn cưới thằng cháu ở bên Ba Đình, tình cờ gặp lão Tùng. Lão bây giờ làm to lắm, giám đốc công ty Vitoba, được phép kinh doanh ngoại hối, giao dịch thẳng với nước ngoài. Lão bảo vất vả lắm, là vì chính sách đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường, lão mù tịt có biết gì đâu. Nhưng mà khổ nhất là cái khoản tiếng Anh. Dạo trước lão đi tu nghiệp ở bên Liên Xô, cắm đầu cắm cổ học tiếng Nga, mới thông thạo được một tí thì bây giờ vứt hết, đổi sang tiếng Anh. Không biết tiếng Anh ấy, thì sợ chúng nó lừa, hợp đồng không dám ký. Mà hỏi các ông là ngần ấy tuổi rồi mới bắt đầu học vỡ lòng thì kiếp nào mới đọc nổi cái hợp đồng. Lão nói riêng với tôi là lão rất là lo. Bởi vì Mỹ bang giao rồi thì kinh tế thị trường sẽ phát triển rất là nhanh. Chừng ấy những người như lão làm thế nào mà cán đáng được công việc quản lý kinh tế. Thì nói ngay như cái nhà mình đây này, cầm súng đánh Mỹ thì được, chứ bây giờ bảo làm ăn với Mỹ thì chịu." Bàn tiệc đăm chiêu suy nghĩ những điều Thái vừa công bố, và ai cũng tự an ủi rằng làm giám đốc cũng chẳng sung sướng gì. Thái nhếch mép cười: "Lão ghé tai tôi, lão nói đùa, lão bảo là mình đang ở thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội thì lại đột xuất bỏ đó để tiến lên chủ nghĩa tư bản. Buồn cười thật." Giọng đùa cợt của Thái không làm những khuôn mặt chung quanh hoan hỉ, trái lại tất cả đều cảm thấy có cái gì vướng mắc, pha lẫn chút đắng cay. Trưởng ban thông tin văn hóa từ lúc nhập tiệc chưa phát biểu câu nào, bây giờ mới đùng đỉnh góp ý: "Tôi nói câu này không phải thì các bác các anh bỏ quá đi cho, nhưng mà kinh tế thị trường có cái hay là người bán hàng đố có dám hách dịch như dạo trước. Dạo trước cái mình xếp hàng cả giờ đồng hồ, đến phiên mình trình phiếu với tờ hộ khẩu, nhân viên mậu dịch hạch sát đố điều, mắng xa xả vào mặt mình cứ y như là phát trần cho ăn mày. Mua bia thì phải mang cốc theo, chìa ra cho nó rót, rót ít rót nhiều mình cũng đành cắn răng mà chịu.
Bây giờ thì bố bảo nhà nước cho thương nghiệp tư doanh bung ra, hiệu này cạnh tranh hiệu kia, cô bán hàng nào cũng lễ phép, nói năng gọi là cứ ngọt lịm như mía lùi. Ấu chớp mắt buồn rầu, đành rằng thế, nhưng mà được cái này thì lại mất cái kia. Mọi người tưởng ấu sẽ triển khai thêm câu nói nước đôi của gã, nhưng gã mập mờ dừng lại và nâng cốc rượu uống cạn. Thái cởi cúc áo ngực, xòe chiếc quạt giấy phe phẩy rồi nhìn Tuyên, quay lại đề tài cũ. Gã biết bữa cơm thịnh soạn hôm nay gã được mời với tư cách một luật gia, nên không thể ngậm miệng ăn tiền được. Gã thở mạnh rồi nói, cái khoản phân chia tài sản mới phức tạp, còn ly hôn thì sớm muộn gì cũng xong. Điều 42 của luật hôn nhân và gia đình quy định rằng việc phân chia tài sản do hai bên thỏa thuận. Lẽ tất nhiên là không có cặp vợ chồng nào đã đánh nhau đến vỡ đầu và đòi bỏ nhau mà còn thỏa thuận êm đẹp được. Cho nên phường sẽ xem xét cụ thể để giải quyết cho hợp tình hợp lý, không bên nào bị thiệt thòi. Rồi trình tòa xin cử hội đồng định giá tài sản xuống tận nơi để kiểm tra đồ đạc, nhà cửa mà quy thành từng thứ một. Nếu hội đồng định giá tổng kết rồi mà hai bên vẫn không nhất trí, thì phải làm đơn xin Viện Kiểm sát Nhân dân xét lại. Tuyên nhíu mày lo âu vì không ngờ thủ tục lôi thôi quá như vậy. Hiểu ý gã, Thái nói thêm, nghe thì thấy phức tạp, nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả thôi. Cụ thể tôi hỏi cậu, thế cái nhà mà vợ chồng cậu đang ở đấy, khởi kỳ thủy là của ai? Ai mua cái nhà ấy? Mua chung hay là mua riêng? Tuyên gãi đầu nói, báo cáo bác với các anh, chả dám giấu gì bác với các anh đây. Nhà đó thì là nhà của bố mẹ nó, mua từ cái đời tám kiếp nào kia. Nhưng mà rồi lúc hai ông bà ấy sắp chết thì bán lại cho em. Em đã giả tiền đầy đủ, chả thiếu xu nào. Hiện em với nó cùng đứng tên. Nhưng mà nó cứ nhất định cãi là nhà đó là nhà riêng của nó, bố mẹ nó chết để lại. Nó mồm loa mép giải, nó xin lỗi các anh. Nó rêu rao với mọi người là nó cho em ở mấy năm là may lắm rồi. Các anh thấy nó có mất nết hay không chứ? Thái điềm tĩnh giảng, dễ, không phải lo cái ấy. Chỉ biết rằng hiện nay cậu với nó đang đứng chung, có phải không nào? Nghĩa là cậu có đứt đi một nửa cái nhà rồi đấy. Nhưng mà một nửa thì nói làm gì? Cậu muốn cả cái nhà ấy phải về tay cậu cơ. Ra tòa, cậu cứ khai là bố mẹ nó bán lại cái nhà đó cho cậu. Cậu đã chồng tiền đủ rồi, cần thì ủy ban sẽ cấp cho cậu cái giấy chứng nhận. Cứ nói cứng như thế, ông bà ấy chết rồi, cậy mả lên mà làm chứng hay sao? Còn về vợ cậu ấy, lẽ tất nhiên nó cũng sẽ khai với tòa là nó có chung tiền với cậu mua cái nhà ấy. Chả sao, mình sẽ xét quá trình bản thân và gia đình nó. Từ bé đến giờ nó có chịu lao động như người ta đâu, chỉ loanh quanh bán buôn một vốn bốn lời. Công an Đồng Xuân đã mấy lần cảnh cáo mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Tóm lại nó là thành phần lý lịch xấu, cậu là bộ đội phục viên, lẽ tất nhiên tòa phải chiếu cố, phần thắng sẽ về tay cậu. Tuyên sung sướng quá, run run xoa tay cảm động. Dạ, chăm bề xin nhờ bác và ủy ban giúp hộ, em chả dám quên ơn. Thái gật gù, ơn nghĩa thì nói làm gì, nhưng mà cậu cứ an lòng, tôi đã dúng vào là phải xong. Ấu đề nghị thẳng, muốn cho vững bụng ấy, cậu về xem nhà có cái thứ gì thì cậu cứ lẳng lặng khuân đi mà bán trước đi, hoặc giấu ở chỗ nào đi. Chứ mai kia hội đồng định giá xuống làm việc, họ ghi vào biên bản rồi thì khó mà thủ riêng được. Câu nói của ấu nhắc Tuyên một sự thực hết sức khổ tâm. Gã buốt nhói tự trách mình mấy tháng nay đã không nghĩ ra phương án mà ấu vừa tiết lộ. Bây giờ thì muộn mất rồi, Ngọc đã ra tay trước. Những gì quý giá Ngọc đã đẩy đi gần hết. Niềm hy vọng cuối cùng của Tuyên chỉ là cái xác nhà mà thôi. Tuyên cười gượng gạo, còn danh con ấy nó đáo để lắm anh ạ, chả biết đứa nào xui nó. Em lên Hà Nội có một hôm, lúc dở về thì cả nhà chỉ còn có hai cái chõng, bàn ghế giường tủ nồi niêu nó khuân tiệt. Nhưng em chả tiếc, em chỉ cần cái nhà thôi. Bàn tiệc không ai xúc động vì lời phân bua của Tuyên. Tuy đứng về phía Tuyên nhưng họ đều biết trong vụ này Tuyên hoàn toàn có lợi. Lùi lại mấy năm trước, sau khi ở Campuchia về, Tuyên phục viên lang thang đầu đường xó chợ, không tìm được việc gì để tự nuôi thân.
Trở lại đi học thì gã không tính đến chuyện ấy. Giữa lúc trắng tay như vậy thì Tuyên gặp Ngọc. Mùng 3 Tết, Ngọc đến mừng tuổi gia đình một người quen, thấy Tuyên đang đánh tam cúc ở đấy. Chủ nhà có việc phải đứng dậy nhờ Ngọc cầm hộ một ván. Ngọc đánh rất cao, nhưng kết tốt đen bị Tuyên đem đôi tốt đỏ ra bắt. Cờ bạc ngày xuân mua vui thôi, tiền bạc không đáng kể. Bà chủ từ trong bếp bước ra vui vẻ hỏi: "Này, ai ăn mà lại ầm ĩ lên thế?" Đứa con gái nhanh nhảu đáp: "Ơ, cô Ngọc bị anh Tuyên đè mẹ ạ." Câu nói vô tình làm cả nhà cười sảng khoái. Ngọc đỏ mặt bẽn lẽn đứng dậy: "Cháu giả lại cho bác đây này, cháu vội lắm, không chơi được đâu." Tuyên cũng mất hứng không đánh nữa, chạy theo Ngọc lân la làm quen. Từ đó hai bên đi lại với nhau. Nhan sắc của Ngọc không có gì nổi bật, nước da lại ngăm đen vì suốt ngày ở ngoài đường. Nhưng Ngọc đảm và có của riêng. Lúc làm đám cưới, có người gọi Tuyên là chuột xa chính gạo. Gạo nếp hay gạo tẻ thì họ không biết, nhưng chắc chắn là Ngọc khá giả và Tuyên được nương nhờ. Cụ thể là ngay sau ngày thành hôn, Tuyên dọn vào đăng ký hộ khẩu thường trú luôn tại nhà vợ. Người ta thường bảo phúc bất trùng lai, nhưng riêng với Tuyên thì cái may lại xảy đến liên tục. Ở rể mới hơn 2 năm, bố mẹ vợ thi nhau lăn ra chết. Giang Sơn từ đây thu về một mối. Hà Nội sau chiến tranh dân số tăng rất nhanh, bình quân mỗi người chỉ có 4 mét vuông để ở. Hai vợ chồng Tuyên thanh thang làm chủ nguyên căn nhà xây ở quận ngoại thành, mà bạn bè bộ đội cũ của Tuyên ai đến cũng phải trầm trồ khen Tuyên tốt xấu. Có đứa thân mật đùa với Tuyên: "Cậu làm cách nào mà bố mẹ vợ cùng về nơi chín suối trong vòng 1 năm chỉ cho tớ với." Nói chung thì vận Tuyên đỏ lắm. Ngọc buôn bán mỗi ngày một khá hơn nhờ nhà nước khuyến khích thương nghiệp tư doanh những năm sau này. Từ một người trung gian chạy mối ngược xuôi thấp thỏm lo công ăn rình bắt, Ngọc nhanh chóng có hẳn một sàm hàng bán máy móc và đồ điện ngay ở phố Bà Triệu, một trong những khu vực đang phát triển rất nhanh theo mô hình chợ trời của miền Nam. Ngọc càng khá thì Tuyên càng nhàn. Nào mua Honda cho gã, sáng Tuyên chở vợ đi rồi rong chơi cả ngày, chờ tối đến mới ra đón Ngọc về. Khi người ta đang giàu mà tụt xuống thành nghèo thì dễ sinh tội phận, nhưng khi đang nghèo mà giàu quá nhanh thì lại dễ hư thân, nhất là khi cái giàu ấy không phải do mồ hôi nước mắt của chính mình tạo dựng. Tuyên lêu lổng đàn đúm tìm vào ăn chơi tận thành phố Hồ Chí Minh, lúc quay về phải tiêm thuốc trụ sinh đến mấy hôm mới khỏi bệnh. Ở Hà Nội, những tụ điểm băng phim đồi trụy, những nhà sông hơi La Thành, Kim Liên, Ánh Hồng, những quán cà phê xanh có tấm cót vây quanh từng bàn để khách vừa uống nước vừa gỡ gạc, đâu đâu cũng nhắn mặt Tuyên, bởi gã là khách thường trực. Ngọc giận lắm, mấy ông anh bà chị đã ở riêng làm nhảm nói ra nói vào mãi, càng làm Ngọc xấu hổ bội phần. Trước rồi cơ mà, lấy thằng phải giói về mà hầu. Nói ra thì lại bảo là chị không vun xới cho em. Bây giờ nai lưng nó làm bao nhiêu, nó phá bấy nhiêu. Hầu nó mà nó có để yên cho đâu. Quần chó má nấp gấu đàn, quần đàn bà mà không biết nhục, bỏ quắc đi cho xong. Bà chị cả dài miệng nhiếc mãi làm Ngọc chỉ muốn độn thổ. Ngọc về nhà đùng đùng chút hết nỗi ấm ức trong lòng, vừa khóc vừa chửi. Tuyên lúc đầu ngồi im hút thuốc, về sau cũng quát lên át cả giọng vợ. Người ta dù trai lì đến đâu thì cái mặc cảm nương nhờ vẫn không thể nào xóa hẳn trong lòng, cho nên Tuyên bộc lộ ngay trong câu nói đầu tiên: "Này, hỗn vừa vừa chứ, đừng có cậy làm ra tiền mà lên giọng với tôi. Thằng này không để yên đâu, mới có một tí vốn đã vác mặt lên." Rồi không chờ Ngọc phản ứng,
Tuyên đứng vụt dậy làm bộ vùng vằng bỏ đi. Gã phóng xe ra chợ Đồng Xuân thăm cô gái mà gã đã quen mấy tháng nay, đó là Nhài. Nhài trẻ hơn Ngọc, phụ mẹ bán cửa hàng giải khát ngay ở đầu chợ. Gặp Tuyên vài lần, cô thấy cảm mến cái tác phong vừa công tử vừa khinh bạc của Tuyên. Và lần đầu tiên ngồi sau lưng Tuyên trên chiếc Honda sang trọng của gã, nhẹ nhàng lượn ra bờ hồ Hoàn Kiếm một buổi tối mùa hè, cô đã ngây ngất cắn vào vai Tuyên để bày tỏ niềm dạo dực trong lòng cô đối với Tuyên. Tình càng ngày càng lậm sâu, thúc đẩy Tuyên toan tính chuyện bỏ vợ. Một buổi trưa, Ngọc nhờ bà chị và đứa cháu ra nom cửa hàng. Ngọc chạy về nhà. May là giữa lúc Tuyên đang nồng nặc hơi men lăn ra ngủ, Ngọc lặng lẽ dắt chiếc Honda đi gửi, rồi trở ra tiệm bàn tính với người chị. Đêm qua sau một trận cãi vã sôi nổi, Tuyên đã nói thẳng ý định nộp đơn xin ly hôn. Ngọc uất nghẹn trong cổ, nhưng cũng phải giả vờ hùa theo. Anh không nộp đơn, tôi cũng nộp kia mà. Anh tưởng là tôi muốn sống với anh lắm à? Báu gì cái thứ chỉ biết lêu lỏng chát tán. Sáng nay Ngọc tạt sang bà chị, mắt còn sưng húp, dù chị ra cửa hàng cùng bàn tính. Cả nhà ai cũng xúi Ngọc bỏ Tuyên cho nhẹ thân. Cái ngữ ấy buông mày ra một ngày thì chỉ có đi ăn mày thôi, bỏ ngay cho nó trắng mắt nó ra. Thấy Ngọc không nói gì, bà chị đốc thêm. Thế mày có biết rằng là cả năm nay nó phải làm cái con đĩ nhài ở chợ Đồng Xuân không? Cả làng cả nước ai cũng biết, chỉ có một mình mày mù mới không thấy. Cứ nghe tao bỏ bén nó đi, mày mới 25, 26 lại có của, khối đứa nó lăn vào xua đi không hết ấy. Báu gì cái thằng chết trôi. Ngọc gật đầu cho chị vui lòng. Lập tức bà thủ thì khuyên Ngọc. Nhưng mà hãng khoan, đừng có gì vội. Này, nữ trang vòng vàng đá quý tiền bạc đem giấu hết đi đã, đưa sang đây bên tao rồi tao gửi cái nhung, rồi mấy cái thứ này, đồ đạc máy móc đài điếc này nọ bán dần đi đã, bán sạch rồi mới nộp đơn lên tòa nhé. Ngọc gật đầu nhất trí với kế hoạch của chị, nhưng lại thoáng lo âu, bởi nếu đem tư trang vàng bạc sang gửi chị thì cũng nguy hiểm không kém gì để ở nhà, vì ông anh rể nổi tiếng là tay cờ bạc. Trước mắt Ngọc chỉ nghĩ ngay đến cái Honda mà Ngọc rất sợ Tuyên sẽ ra tay bán trước. Bà chị lại thở dài tiếp. Ôi giời, cái dạo mà thầy U mất đã bảo là khiêng cái sập vụ với lại cái tổ chè sang bên tao. Tao thì tao cần gì cái thứ ấy, Huân sang chỉ chặt nhà tao thôi chứ quý hóa gì. Nhưng mà nó là vật gia bảo của ông nội để lại, bây giờ phải làm thế nào? Này, có nhớ thằng Cao nhà bà Phan không? Vợ chồng đem nhau ra tòa ly dị, tòa bảo chia hai tài sản. Về nhà nó tức quá, cái gì nó cũng đem trẻ đôi ra. Có cái giường nó cưa đôi, mỗi người một nửa, chỉ có nước bổ ra làm củi chứ mà làm thế nào được. Câu chuyện bà chị kể làm Ngọc càng lo. Nàng cầm sâu chìa khóa đón xích lô chạy. Mặc dầu Ngọc không hy vọng gì giờ này Tuyên có nhà, nhưng may quá, thanh toán xong chiếc xe, Ngọc trở ra hớn hở bảo chị. Này, chị chớ có hở miệng cho ai biết nhé. Em gửi bên chị Nhung ấy, dẫu mái tận ở trong bếp, lấy cái chiếu đậy lên. Nó thì nó đang ngủ say lắm, tỉnh dậy thế nào cũng cuống lên vì tưởng là mất trộm. Hai chị em nhìn nhau cười khúc khích, chia sẻ niềm vui chiến thắng. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi nỗi lo sinh tử của Ngọc vẫn là căn nhà. Ngọc đau nhói nghĩ tới căn nhà hương hỏa từ đời ông cha để lại, nay mai sẽ không còn là sở hữu của riêng Ngọc nữa. Đúng là nuôi ong tay áo, rước nó về cung phụng đủ thứ, để rốt cục bị phản bội. Ly hôn là cầm bằng, nàng sẽ phải mất một nửa, vì hiện hai người đứng tên chung. Ở phường Bạch Mã của Ngọc có cặp vợ chồng lục đục đến mấy năm, biết không thể hàn gắn được mới đem nhau ra tòa xin ly hôn. Sau khi hội đồng định giá báo cáo lên, tòa truyền chia đều tài sản cho đôi bên. Nhưng bán căn nhà thì đi đâu? Hộ khẩu mấy chục năm ở địa chỉ ấy, di chuyển đi chỗ khác vừa khó khăn lại vừa tốn kém. Hai vợ chồng chỉ còn cách duy nhất là mua cót về ngăn đôi căn nhà vốn đã rất hẹp để khỏi trông thấy mặt nhau. Nghĩa là một hộ biến thành hai hộ, nhưng vẫn ở chung một mái nhà. Chẳng giải quyết được gì, bởi họ vẫn phải nghe giọng nói của nhau, nên vẫn thừa cơ hội để chửi nhau. Bức tường ô nhục mỏng dính đứng lù lù giữa nhà, ngăn không nổi một tiếng động nhỏ.
bên này khiêu khích bên kia. Ông chồng khoét lỗ trên tấm cót, nhìn sang theo dõi bà vợ cũ, và thậm chí lắm khi tức quá, ông đạp phăng cả tấm cót lao qua, túm tóc mà đánh. Đánh vì tức đã đành, mà lại thêm vì ghen nữa, bởi lâu lâu ông nghe có giọng đàn ông bên kia tấm cót. Lại thêm nhà bếp, nhà cầu vẫn phải dùng chung, ra vào vẫn phải chạm mặt. Cái ấy mới thật là thảm cảnh, mà không cách nào giải quyết được. Ngọc dùng mình tưởng tượng, nay mai Ngọc sẽ lâm vào tình trạng ấy. Ngọc sẽ dứt khoát bán nhà, chia tiền cho Tuyên theo lệnh tòa, rồi về nhập chung hộ khẩu với chị. Mặc dầu nàng không ưa ông anh rể có máu cờ bạc, Ngọc đoán quả không sai. Xế chiều Tuyên bừng mắt dậy, là toáng lên rồi lao ra trình công an chiếc Honda bị mất cắp. Đối với các đồng chí lãnh đạo ở phường, Tuyên là chỗ giao tình thân thiết, bởi gã rất khéo nói, nhã nhặn và thường xuyên dùng tiền của vợ để kết giao. Nhưng dù rất thân, trưởng ban công an khi nghe Tuyên mếu máo khai báo đã nhìn Tuyên bằng ánh mắt ngờ vực. Gã nghi chính Tuyên bán xe của vợ rồi khóc lóc đóng kịch hô hoán là mất trộm. Tuy vậy gã cũng trấn an: được rồi, anh cứ về đi, công an sẽ điều tra, ai chứ anh thì chúng tôi phải làm đến nơi đến chốn. Nhưng ngay khi ở ban công an về, Tuyên khám phá ra xe không mất. Đường phố Hà Nội mấy khi vắng bóng người qua lại, hàng xóm hai bên cả chục người nhìn thấy Ngọc đẩy chiếc Honda đi. Ngay tình chạy sang nói cho Tuyên biết, gã tức quất lên, lấy chiếc xe đạp cũ phóng ra cửa hàng của vợ, túm ngay lấy ngực áo Ngọc quát lớn: Honda giấu ở đâu? Muốn sống thì nói ngay, không thì ôm đòn bây giờ. Cơn giận trong lòng Ngọc đã nén xuống từ lâu, dai dẳng chịu đựng cả năm nay, lúc này không nhịn được nữa. Nàng đẩy Tuyên ra, mặt hầm hầm khiêu khích, đứng chống lạnh, bướng bỉnh nạt lại: Giỏi thế cơ đấy, xe của tôi cất. Tôi không nói để xem là anh làm cái gì được tôi nào. Tiền đứa nào bỏ ra mua xe, nói lớn lên cho cả làng cả nước nghe đi. Một đống của cải của tôi giao cho anh để cho anh đi chơi nhà thổ, anh đi sông hơi rồi đèo cái con đĩ nhài ra bờ hồ, phải không nào? Tuyên bất thần thụi một quả thật mạnh vào ngực vợ. Ngọc loạng choạng lùi mấy bước, suýt ngã ngửa vào quầy hàng bán thuốc lá của người bên cạnh. Xét về sức vóc, Ngọc có thể đối đầu được với chồng, mà phần thắng chưa chắc sẽ về ai. Nhưng trước mặt bàng dân thiên hạ, Ngọc phải nhịn vì không muốn mang tiếng đanh đá. Nàng ngồi thụp xuống thút thít khóc. Bạn hàng chung quanh mỗi người góp vào một câu, lẫn trong những lời khuyên giải không thiếu những tiếng mỉa mai khinh bỉ Tuyên là thằng chồng lêu lỏng, sống bám gấu váy đàn bà, mặc dầu Ngọc chỉ mặc quần chứ không mặc váy. Rồi tiếng còi của công an ré lên vì bà chị nhanh chân lén chạy đi gọi. Tuyên vội vàng nhảy tót lên xe lội mất. Gã đi tìm Nhài và tiết lộ: Nhài ơi, lộ rồi Nhài, con đĩ ấy nó biết chuyện của anh với em rồi. Nhài gắt: thì bỏ bắt nó đi cho xong. Tuyên chưa nói gì thì Nhài xuống giọng dịu dàng: anh cứ nộp đơn ly hôn đi, em sẽ về hầu hạ anh suốt đời. Em nghe đồn dạo này chị ấy đổ đốn rồi, bỏ phứt đi anh ạ. Tuyên đáp: em chả nói anh cũng làm, ở với nó một ngày dài như một năm. Ngày mai anh sẽ viết đơn đem ra phường. Tối hôm ấy về nhà, vợ chồng Tuyên đánh nhau một trận như bão tố, làm hàng xóm hai bên thức gần trắng đêm. Đến giai đoạn này thì Tuyên không ly dị cũng không được. Ngọc không phát lương nữa, ăn trưa, ăn chiều luôn ngoài chợ, mặc kệ Tuyên muốn ra sao thì ra. Gã nhặt nhạnh đồ đạc trong nhà đem bán dần, rồi vay chỗ này giật chỗ kia, sống qua ngày chờ tòa phân xử. Nếu may mà chiếm được cả căn nhà thì gã sẽ đón Nhài về rồi bắt đầu cuộc sống mới. Còn nếu không may thì ít nhất tòa cũng bắt bán nhà chia hai, chừng đó gã sẽ ôm tiền nhập chung hộ khẩu với Nhài. Mẹ Nhài có cửa hàng giải khát, Nhài là con gái duy nhất, tay hòm chìa khóa, làm gì chả có vốn cung phụng cho Tuyên như Ngọc đang cung phụng. Ủy ban phường thì dĩ nhiên đứng về phía Tuyên, nhất là lại được Thái hỗ trợ, cho nên 10 phần
Tuyên thấy sẽ thắng cả 10. Buổi tiệc chấm dứt lúc trời nhá nhem tối. Thực khách ăn uống rất thật lòng, đĩa nào cũng sạch bóng. Con chó gầy gầm gừ gặm xương dưới gặm phản, đàn nhạng xanh rủ nhau đậu kín mặt mâm. Ông nào cũng no căng bụng, nhưng khi Tuyên bưng khay đu đủ và nồi chè hoa cao đặt giữa phản thì vẫn chẳng có ai từ chối, vì sợ làm buồn lòng gia chủ. Thái lên tiếng rủ Đình và Ấu về đánh trắng. Cả bọn nhất loạt đứng lên theo, nhao nhao nói vài lời cảm ơn theo thói quen, rồi khật cưỡng kéo nhau ra hè. Tuyên xoa tay tiễn khách mãi tận cổng. Thái choàng vai Tuyên, nhắc đi nhắc lại mấy lần là cứ an tâm, mọi việc đã có Thái định liệu. Vài hôm sau, đơn ly hôn chuyển lên quận. Nữ cán bộ pháp lý được điều xuống tận nhà để giúp Tuyên và Ngọc hòa giải, nhưng dĩ nhiên chả ăn thua gì. Cán bộ pháp lý nói riêng với Ngọc ở ngoài sân: tòa bố trí xuống để nói chuyện hòa giải thì tôi cũng chấp hành đến gặp anh chị, chứ hòa cái quái gì được. Có điều tôi là người nhà của chánh án Phùng Thị Lý, chị có cần gì thì cứ bảo tôi nhé. Hơn một tháng sau, do tài vận động của Thái, phiên tòa hòa giải được triệu tập tại Tòa án Nhân dân quận. Kinh nghiệm từ bao năm đều cho thấy, vợ chồng khi đã lôi nhau đáo tụng đình thì đừng bàn đến chuyện hòa giải làm gì cho mất thì giờ. Không lăn xả vào mà ăn tươi nuốt sống nhau là may lắm rồi, còn nói chuyện đoàn tụ thì viển vông quá. Nhưng thủ tục pháp lý không thể bỏ qua được. Chủ tịch Ấu cầm đầu các ban ở phường trịnh trọng lên tham dự. Thái lăng xăng ghé tai người này, dặn dò người kia như một vị luật sư lão thành sắp lao vào một vụ kiện to tát. Về phía quận, ngoài thẩm phán Phùng Thị Lý ngồi ghế chánh án, còn có đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ và đại biểu Quận hội Phụ nữ. Để thêm vây cánh cho Tuyên, Thái lôi luôn ông cựu đại úy tiểu đoàn trưởng ngày xưa của Tuyên, cụt một chân, hiện làm nghề bơm xe ở Khâm Thiên, đến tham dự để nếu cần thì xác minh thành tích chiến đấu của Tuyên. Ngọc đi với hai người chị và mấy đứa cháu. Ngọc mặc áo cánh trắng, quần đen rộng ống, tóc chải gọn ghẽ, cột chiếc khăn xanh sau gáy. Nàng gầy đi nhiều sau chuỗi ngày lo âu và ít ngủ. Tuy nhiên, cặp mắt vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng, không để lộ sự khúm núm và cũng không thèm ngó sang phía Tuyên. Dãy ghế bên kia, Tuyên ngồi ngay ngắn bên cạnh Thái và ông đại úy thương binh cụt chân. Tuyên mặc đồ bộ đội, ngực đeo huân chương, cố tình nhắc tòa cái dĩ vãng chống Campuchia cứu nước của gã để xin tòa chiếu cố. Nhài cũng có mặt, nhưng cô không vào tòa, cô ngồi chờ ở quán nước ngoài cổng. Dĩ nhiên cả Tuyên và Ngọc đều không nghĩ đến việc tái hợp. Họ ra đây vì thủ tục hòa giải của tòa, và nhất là vì số phận căn nhà mà tòa sẽ định đoạt. Truyền thống từ bao nhiêu năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa vốn dành một thứ quyền rất lớn cho hành pháp, cho nên mọi phán quyết của tòa thường dựa trên báo cáo và đề nghị của chính quyền địa phương. Cụ thể trong vụ này là Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mã, mà Ấu là chủ tịch. Biết thế nên Tuyên rất an lòng. Gã đứng dậy đọc một bản báo cáo rất lâm ly, gồm hai phần chủ yếu: đề cao chính mình và chút mọi tội lỗi cho Ngọc. Tuyên dứt lời, chủ tịch Ấu, rồi một loạt trưởng ban và dĩ nhiên cả Thái, thay phiên nhau đọc tham luận, nội dung bênh vực Tuyên và chê trách Ngọc, để rồi đưa đến kết luận. Thái nói: đề nghị tòa án giải quyết hợp tình hợp lý, tránh gây thiệt hại cho Phan Văn Tuyên. Phiên tòa không dính dáng một tí nào đến chủ đích hòa giải, mà hoàn toàn biến thành cuộc đấu tố được sắp đặt khá chu đáo. Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như là Quận hội Phụ nữ đứng về phía Ngọc rất sốt ruột lắng nghe, hết sức bực bội vì thấy chánh án Phùng Thị Lý cứ ngồi đực mặt như phỗng đá, không hề có phản ứng nào đối với sự thiên vị quá rõ rệt của phường. Cả hai gắng nhịn để chờ đến lượt Ngọc đọc báo cáo. Ngọc đứng dậy, hai tay run run nâng tờ giấy trước mặt. Giọng nàng mất hẳn bình tĩnh đến mấy phút vì không ngờ ủy ban phường đứng hẳn về phía Tuyên, moi móc lý lịch từ cha mẹ nàng cho tới bản thân nàng để lên án,
và nhất là Tuyên dám vu cáo cho Ngọc tội ngoại tình. Đúng là vừa đánh trống vừa ăn cướp, nhưng dù biết thế, Ngọc cũng không kịp phản ứng, bởi nàng chỉ có thể đọc theo những dòng chữ đã viết sẵn. Nàng không có khả năng ứng khẩu, nhất là khi thấy chung quanh toàn những người chống lại mình. Ngọc mím môi, cố cầm nước mắt để khỏi bật khóc trước tòa vì uất ức. Khi hai bên đã phát biểu xong, chánh án Phùng Thị Lý mới lạnh lùng tuyên bố: triển khai thông tư số 25 TACT ngày 30 tháng 11 năm 1974, Tòa án Nhân dân quận Khải Hoàn hôm nay cho tiến hành thủ tục hòa giải đoàn tụ giữa Phan Văn Tuyên và Vũ Thị Ngọc. Nhưng cả nguyên đơn, bị đơn đều kiên quyết không hòa giải vì mâu thuẫn gia đình đã trầm trọng đến mức không thể chung sống được nữa. Chiếu điều 42 luật hôn nhân và gia đình, tòa cho tiến hành thủ tục ly hôn và phân chia tài sản. Đề nghị Phường Bạch Mã tạo điều kiện để tòa án xem xét và giải quyết dứt điểm trong phiên tòa sắp tới. Hai tháng sau, tất cả những khuôn mặt cũ lại lục tục kéo nhau ra tòa. Chủ tịch Ấu thay mặt phường đề nghị tòa giao căn nhà cho Tuyên. Đại biểu quận hội phụ nữ bênh vực Ngọc, xin tòa định giá và chia hai mới hợp lý. Chánh án Phùng Thị Lý lần này sinh động hơn, nét mặt tươi tỉnh như có chuyện vui trong lòng, chậm rãi mở một sấp hồ sơ đặt trước mặt, rồi ưỡn người ra thành ghế, nghiêng đầu nghe hai bên tranh cãi. Nếu để ý một chút, người ta sẽ thấy chánh án Phùng Thị Lý chỉ giả vờ theo dõi, chứ cặp mắt rất lơ đãng, dường như đang toan tính chuyện khác trong đầu. Chờ mọi người phát biểu xong, chánh án Lý gọi Tuyên đứng lên, rồi thân mật hỏi: này, dạo còn ở bộ đội lĩnh lương hàng tháng thì có đủ tiêu hay không? Tuyên toan phì cười nhưng không dám. Lương bộ đội mà lại không biết hay sao mà còn hỏi. Nhưng dù sao thì Tuyên cũng vui vì biết Thái đã gặp riêng chánh án, và có lẽ nhờ sự gửi gắm nên Lý mới tỏ ra bình dân với Tuyên như vậy. Gã điềm nhiên đáp: báo cáo tàn tiện lắm thì mới tạm đủ ạ. Chánh án gật đầu thông cảm nói: thành ra là khi phục viên thì tay trắng chứ gì. Tuyên đáp: báo cáo đúng ạ, ai cũng thế cả. Phùng Thị Lý tay cầm cái bút gõ nhẹ nhẹ trên sấp hồ sơ, mỉm cười gật đầu. Này, thế mà lúc anh lấy vợ thì anh đang làm gì? Tuyên ung dung đáp: thưa, mới ở bộ đội về thì cũng chưa biết làm gì ạ. Chánh án lại dịu dàng hỏi thêm: thế bố mà anh thì làm gì? Tuyên đáp: thưa, bố tôi mất lâu rồi, còn mẹ tôi thì ốm quanh năm, ở chung hộ với em tôi làm giáo viên. Chánh án gật gù hài lòng rồi hỏi: rồi từ ngày lấy vợ đến giờ, anh có vào hợp tác xã hay là có công tác ở nhà máy, xí nghiệp hay là cơ quan nào không? Ngồi ở hàng ghế dưới, mấy chục người theo dõi mẩu đối thoại. Chả hiểu tại sao chánh án lại thăm hỏi Tuyên một cách thoải mái bằng những câu vu vơ như vậy. Chỉ có Thái là hơi chột dạ, đoán Phùng Thị Lý đang gài bẫy. Nhưng Thái lại gạt ngay ý nghĩ ấy, bởi tiếng nói của Phường bao giờ cũng làm nghiêng lệch cán cân tòa án. Huống chi Thái cũng có quen biết Lý, đã có trao đổi. Không đời nào Lý quyết định ngược hẳn lại đề nghị của cả Phường. Tuyên đã hứa với Thái một món tiền bồi dưỡng nếu gã lấy lại được căn nhà, và Thái đã đáp lại bằng một câu chắc như đinh đóng cột rằng: lẽ tất nhiên cái nhà ấy là của cậu rồi. Nhưng mà tôi dặn cái này đây nè, nói là nói hờ thôi, vạn bất đắc dĩ có phải chia hai thì cậu cứ bám trụ ở đấy, đừng đi đâu cả. Con Ngọc nó bực mình, nó sẽ phải dọn đi. Bây giờ nghe Phùng Thị Lý thẩm vấn Tuyên những câu lạ tai, Thái hơi chột dạ và ngờ ngợ đoán rằng mình có thể thua cuộc. Tòa sẽ chia đều cho Tuyên và Ngọc, chứ Tuyên không thể một mình lấy được căn nhà như Thái đã hứa. Thái nén tiếng thở dài, đăm đăm nhìn Tuyên. Tuyên thì gượng cười trả lời câu hỏi của chánh án: báo cáo tôi đã nộp đơn nhiều chỗ lắm mà chả có chỗ nào nó nhận cả. Phùng Thị Lý ngẩng lên, nghiêm mặt nói thật lớn: anh từ bộ đội về phục viên, không có tài sản gì cả, gia đình lại nghèo,
không giúp đỡ được anh. Rồi từ khi anh lấy vợ, anh cũng chả làm đi làm ngày nào hết. Thế mà anh khai rằng bố mẹ vợ anh trước khi chết bán lại căn nhà cho anh. Anh đã giả tiền đầy đủ, anh lấy tiền đâu ra mà giả? In ra tiền hay là đi ăn cướp? Vợ chồng ở với nhau lẽ thường là của chồng công vợ, góp gạo thổi cơm chung. Nhưng mà từ khi lấy chị Ngọc, anh không lao động một ngày nào cả, hoàn toàn sống bằng tiền của vợ. Tòa xét anh chẳng có tí gì trong căn nhà ấy. Điều 42 luật hôn nhân và gia đình quy định 4 nguyên tắc phân chia tài sản. Nguyên tắc thứ hai nói rằng tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, nhưng phải xem xét một cách hợp lý tình hình tài sản, tình trạng cụ thể của gia đình và công sức đóng góp của mỗi bên. Nguyên tắc thứ tư lại nói rằng khi chia tài sản phải bảo vệ quyền lợi của người vợ. Thánh án ngừng lại một chút rồi mới lại dõng dạc tuyên bố. Qua theo dõi và kiểm tra, tòa xét rằng Phan Văn Tuyên không đóng góp tí nào vào tài sản chung của hai vợ chồng, cho nên tòa quyết định giao cả căn nhà cho Vũ Thị Ngọc, bởi căn nhà ấy vốn là của cha mẹ ruột chị Ngọc để lại. Về phần Phan Văn Tuyên thì được tạm trú thêm 3 tháng để chờ phường thu xếp chuyển hộ khẩu đi chỗ khác. Thế rồi, trước cặp mắt ngơ ngác của mọi người, Phùng Thị Lý gõ cái búa và tuyên bố phiên tòa bế mạc. Nửa năm sau, một buổi sáng mùa đông trong quán góc, mẹ Nhài quăng mạnh cái muỗng nhựa vào chậu nước, bực bội bảo Tuyên: "Cái nhà nó đang dở tay, không gặp cậu được." Tuyên cười gượng: "Bác cho con xin cốc cà phê ạ. Con ngồi đợi một lát cũng được, con có chuyện muốn bàn với Nhài." Mẹ Nhài gắt nhẹ: "Còn chuyện gì nữa mà bàn, giả nhờ dứt khoát với cậu lâu rồi cơ mà." Tuyên chớp mắt run run ngồi xuống. Mẹ Nhài lạnh nhạt không thèm ngó, mặt hầm hầm ném cái này vứt cái kia để tỏ thái độ phản kháng sự hiện diện của Tuyên. Đã biết rõ hai mẹ con không còn chút cảm tình nào với mình từ sau vụ ly hôn trắng tay, nhưng Tuyên vẫn nuôi hy vọng bám víu, bởi Nhài không dám nói thẳng, chỉ lanh quanh đổ cho mẹ chưa muốn Nhài đi lấy chồng. Tuyên ngồi trầm ngâm một lúc rồi dè dặt nhắc lại: Bác cho con xin cốc cà phê ạ, giờ hôm nay rét quá." Mẹ Nhài rút ngăn kéo, lôi ngay ra cuốn vở, lật vài trang rồi chìa ra trước mặt Tuyên và bảo: "Số nợ của cậu nhiều quá rồi. Chả phải là tôi không tin cậu, nhưng mà nhà hàng ít vốn, giật chỗ này đắp chỗ kia, cậu hiểu cho. Đây này coi này, chỉ có mình cậu thôi đấy chứ chả ai dám uống chịu uống thiếu nhiều như thế đâu." Giọng bà lớn quá khiến đám khách ngồi rải rác trong quán đều nhất loạt quay sang nhìn Tuyên. Gã lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài, nghiến răng tự nhủ: "Mẹ con nhà mày thế nào ông cũng phải cho một quả lựu đạn." Gã cắm đầu bước đi, nhưng không biết đi đâu. Gã dừng lại ở một ngã tư, định băng qua đường thì tình cờ bắt gặp một thanh niên chở người đàn bà hơi lớn tuổi trên chiếc Honda quen thuộc. Tuyên nhận ra chính là cái Honda của mình mà Ngọc đã tịch thu đem giấu mấy tháng trước đây. Tuyên hồi hộp muốn hét lên vì tiếc nuối. Chiếc Honda đến gần rồi lăn chậm qua trước mặt Tuyên. Gã há hốc mồm nhận ra người đàn bà trên xe chính là chánh án Phùng Thị Lý. Tuyên lảo đảo ngồi phịch xuống lề đường, choáng váng như người trúng gió. Đến nửa tiếng đồng hồ sau mới tạm bình tâm, đứng dậy đi tìm Thái. Tìm Thái thì cũng vô ích vì chuyện đã xong rồi. Tuyên gõ cửa một căn nhà gạch. Thái đang có khách, chạy ra nhìn tấm thân tiều tụy của Tuyên, tội nghiệp bảo: "Cậu cũng đừng buồn, nén bạc đâm toạc tờ giấy, cậu đãi ủy ban chúng tôi có mỗi bữa cơm xoàng. Trong khi con Ngọc nó biếu chánh án Phùng Thị Lý cả một cái Honda cơ mà, bữa cơm của cậu thì thấm béo gì." Rồi Thái nghiêm giọng kết luận: "Nhưng mà tớ bảo thật, thanh niên sức dài vai rộng như cậu phải chịu khó đi lao động với người ta, chứ cứ sông bám lấy đàn bà thì nhục chết. Thôi cậu về đi, tôi đang vội." Dứt lời, Thái khép cửa lại, bỏ mình Tuyên đứng chơ vơ trên thềm.